anh em anh em mình đi làm từ thiện suốt ngày đấy, lốp đây quý anh nha, rất nhiều lốp, anh em mình đi làm từ thiện cho suốt ngày thôi. Xin chào mọi người, giới thiệu mọi người kho lốp công trình của bên em, hàng vừa ấy về vừa bốc sáng nay xong, rất vất vả quý anh. Lốp xúc lật, xe lu, xúc đào, lốp tải, xăm yếm, rất nhiều. Sáng ra chưa ăn gì đã phải mua bốc một công lốp 333 quả, rất vất vả, không hề đơn giản. Mọi người có nhu cầu đầu tư lốp xăm yếm xin liên hệ số điện thoại của em là 0981 345 595, gặp em Thanh. Vâng, chàng trai 29 tuổi, cao 1m69, chính là em. Xin cảm ơn mọi người.